khán giả kênh Khương Dừa, xin giới thiệu quý vị đi Khương Dừa có đây, hôm nay có bạn Thế Vĩnh. Bạn Thế Vĩnh đây là bạn, con tên gì? Con tên gì hả? Ok, giới thiệu ơi, con tên gì? Con tên gì? Con tên Thế Vĩnh. Rồi hôm nay Khương Dừa về quê chơi với lại mấy với con của Khương Dừa với lại mấy đứa cháu, thì hôm nay Khương Dừa sẽ lột mọng dừa để cho tụi nó ăn, cho tụi nó biết. Nhiều khi mình nhỏ mình ăn mình biết nó ăn, nó không ăn nó không biết. Con hai lột cho con ăn nha. Ngon lắm á. Này nhỏ con hai con lột. Con ăn nữa ha. Này hồi nhỏ con hai lột con hai ăn á. Ngồi đây con hai nè. Ngồi đây con, ngồi đây té. Ngồi đây tụt té. Đây, vô nè. Vô cận nè. Ngồi đi. Ba biết ăn này không? Mắm dừa. Con có biết ăn không? Khoan rồi. Ăn lần nào ở đâu? Trên nhà con. Nhà con, mẹ con cho ăn hả? Ừ. Này, nít giờ đâu biết mắm dừa là gì đâu quý vị khán giả. Đó. Mắm dừa ở trong. Hả? Yeah. Cái đậu của mọng dừa đó. Cái đó là cây dừa đó, con nó mọc lên đó. Dừa khi mà mình dừa khô á. Dừa mà nó khô quá cái mình để lâu á mọi người, cái nó lên lên cây thì mình xách cái này mình đi trồng cũng được. Mà mình không thích trồng thì mình làm. Mình không thích trồng thì mình mình lột mọng mình ăn. Cô có bóng nha. Ra bỏ cái bóng vô lại lỗi. Quay gì xa chứ hả? Dạ. Bạn gì vậy sợ? Con gì? Đó. Đó. Con gì? Con ăn sô cô la. Sô cô la hả? Đó. Cái này mình ăn có thể ăn mọng xong mình lấy dừa mình thắng nước dừa. Ở Bến Tre thì dừa rất là rẻ lắm mọi người ơi. Rẻ rề. Nên nó bị lên mọng nhiều quá. Con ngửi nha. Nè. Ăn cái này ngon nè con. Cái này cũng dừa nè. Đây. Đây đi. Đó. Hai lột cho con ăn nha. Nè. Nè. Cắn này. Ăn thử coi. Nè nè, đã con, vừa đã nguyên nè, đâu có gì đâu. Ngọt không? Đã ha. Nè, gắp lại nguyên cái. Ăn thử, ăn nữa nhiều nhiều vô đây. Này. Rồi nó bể nè, mẹ gỡ đây là cái mụn dừa đủ gì cũng vậy. Đó. Có thằng thân dừa mảnh mềm nó ngon. Nó bể đã. Nguyên cái luôn nguyên nè, mẹ gấy còn. Cái này luôn để đâu từ chỗ lấy. Ăn. Bỏ ngoài thôi con. Thì bây giờ mày gỡ cho con nhìn trà sữa cầm miếng nào đâu. Rồi. Trả lại hết cái dừa. Mà tại vì nó bị nắng. Rồi ha. Bơi, ôi bơi nè, để con hai để út chụp cho con hai hai con cháu mình mơ hình đây nè. Ra dơ, đừng bơi dơ. Làm trà sữa nhìn cũng được ăn miếng nào. Thèm muốn chết. Trà sữa lại đây ăn con. Ăn này nè. Thế Vĩnh ăn không? Chị bơ mê ăn. Không con, không ăn hả con? Em Vĩnh này muốn bệnh nè. Em miếng nào nè con. Nhìn nè. Con với con hai ăn. Con với con hai mốt ăn ha. Con nè, hết ráo ăn mốt. Nè. Ôi cái mọng dừa này nó bự quá mọi người. Đập giữa con. Ừ. Đừng con. Ừ. Nha bơ. Đừng con. Sao?
Nghe nha. Hả? Con lúc nước. Ừ. Ngay luôn lúc nước rồi. Đó lát con gì đấy. Hiểu tay con hiểu tay. Ừ. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Này sau khi một mộng thì đây hết cái rồi. Vừa hết cái rồi. Cái này có thể lột ra. Có thể nạo rồi đi hắn dầu. Dầu rất là nhiều cũng có gì nữa. Nè con, có ăn không? Ăn không? Ăn hôm nay con mèo. À. Dạ, cảm ơn con hai. Mỏng dừa. Mỏng dừa. Ăn đi. Đem thui vậy? Hả? Rồi mà đem thui vậy? Mỏng dừa nó vậy con. Không ăn đâu. Ăn đi. Sao vậy? Bình... Sao dính nó không? Dễ mà không? Nè, coi biết bao ăn nè. Nó cười nhớ vai, trời nó cầm cái gì dữ hay à. Ngon quá vậy, con gà, con miếng ngon. Không mở ra nữa. Thôi, gái mà ở trần. Trái này chắc không giống vậy. Con ngủ cơ rồi. Đâu rồi? Đã chưa? Về về con cá nha. Cô ba ơi. Về con cá đi cô ba. Về con cá. Ừ. Cá này rất ngon hơn nè. Cá này mỏng nó nhỏ. À, cho lột cái này rồi nội thả cá xuống mình về mình câu. Rồi đây. Con ăn nữa không? Ngon không gì? Rồi đây ăn không? Ăn đi, để nguyên mộng đi là mình ăn, ăn này ăn hết này ha con. Ừ, coi. Ừ, dưa. Đã không? Đừng cắn. Đừng cầm gì không? Giơ tay con coi con vô hả? Ngon không? À quý vị dạ. Ừ. Đây còn ở Bến Tre mấy đứa nhỏ hồi xưa thì thường hay ăn mông dừa không làm gì hay lắm. Còn mấy đứa mấy bạn nhỏ giờ không biết là ăn.
Ngoài mặn dừa này hơi bự. Nó không ngọt lắm, chứ nhỏ nhỏ này nó ngọt. Ngon lắm. Thích lắm. Ngon chưa? Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Phương Dừa nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo.